đại bò tư chiến chào khách. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2021 giao bò cho khách, anh khách này ở Vĩnh Long nuôi năm rồi, thấy đạt quá nên qua anh bắt tiếp hai bò pháp. Đi. Đi. Lên. Lên này. Lên. Lên. Đi. Đi. Mày chạy lên chín đã đừng chín là bảy rồi. Anh nói giờ chín là bảy mày là hơi bột đấy. Tại lúc trước em giao không á, bây giờ mày đi không nổi. Có mấy cháu phụ. Vô đây, sáng mày chạy vô đây mày ngồi mày đậu đây nè. Mày muốn ăn uống gì tao lo. Đây tao mấy tao dắt lên thấm, sát bên đây cũng có luôn. Đi. À, ừ. Địa chỉ trại là lộ DT19 gần ủy ban xã Nhẫn Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Quý khách cánh từ Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đà Lạt vô tới thành phố Hồ Chí Minh xuống tới cầu Rạch Miễu xuống trại bò mình là 30 cây. Cánh từ Củ Chi, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cầu Rạch Miễu xuống trại bò là 30 cây. Cảnh từ Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì tới thành phố Vĩnh Long xuống phà Đình Cao. Đình Cao chạy thẳng lên lên bờ chạy thẳng đến trại bò mình là 30 cây. Chút xíu nó tới à, chút xíu nó tới à. Thẳng vô năng khoảng 700 mét đó tới vòng dầu á. 700 mét nữa là tới vòng dầu hết. Khách là Vĩnh Long. Cảm ơn anh.